và chụp tay trái. Ồ nhẹ nha, nhẹ nha. Dạ, mình chỉ đơn giản vậy thôi. Anh định sau cái chương trình này anh sẽ gặp em nhưng mà thôi. Sợ quá. À, lời đầu tiên xin được phép gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Sàn Chiến Giọng Hát, tất cả các quý vị có mặt tại phim trường và tất cả các nhà đấu giá ngày hôm nay ạ. À, chào anh nữa. Dạ. Ok. Cảm ơn Trần Thủy Tiên rất nhiều. À, chào mừng bạn đã đến với Sàn Chiến Giọng Hát. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lắng nghe Trần Thủy Tiên chia sẻ về hai dữ kiện của cô ấy. Đầu tiên là suy. Dạ, suy ạ. Thật sự ra thì đúng là chị Nhật Kim Anh đã nói đúng là hồi xưa em là một em bé suy dinh dưỡng, rất là còi. Đấy. Vì cái vóc hình của em với lại sự nhút nhát của em thì mẹ em đã quyết định cho em đi học aerobic để tiếp xúc nhiều hơn với âm nhạc. Nhưng mà cuối cùng thì trong lúc đăng ký học aerobic thì em lại lạng qua lớp học hát. Dạ, đó là cơ duyên. Từ khi 5 tuổi ạ, từ suy dinh dưỡng mà em có duyên với lại nghề. À, rồi bây giờ tới từ đòn nè. Đòn là đòn bẩy hay là đòn roi nè? Dạ, là đòn đánh ạ. Em thích tìm hiểu và em thích học để tự vệ. Dạ, em đang theo học MMA và em rất là mê. Và là nó cũng là một bộ môn mà khiến cho em cải thiện thêm về sức khỏe của em. Bây giờ Tiên có muốn thử ra một cái đòn nào đó không? Dạ, nếu mà em ra đòn thì em cần có một người để chịu đòn ạ. Dạ. Em xin phép chọn anh Long. Thì ví dụ như mà mình ra ngoài mình gặp một người đàn ông mà ôm đằng sau. Ôm đằng sau, dạ. Mà mình công kích thì mình sẽ làm như thế nào? Đầu tiên là mình sẽ chụp tay như thế này. Chụp tay nào? Dạ, đây, mình chụp tay trái. Ồ, nhẹ nha, nhẹ nha. Dạ, mình chỉ đơn giản vậy thôi. Anh định sau cái chương trình này anh sẽ gặp em nhưng mà thôi. Sợ quá. Em mang đến một cái năng lượng rất là tích cực cho người nghe. Giọng hát em đầy nội lực á. Khi mà em lên cao, nó dày, có cảm giác như là có thể là em cao hơn nữa được nữa. Nhưng mà cái quãng trầm của em á, nó thiếu cái độ rộng. Thì mình về mình luyện làm sao khi mình xuống cái nó thấp á, nó phải rộng, nó dày, nó nặng ký thì em sẽ tuyệt vời. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát Trần Thủy Tiên cũng như là bản lĩnh sân khấu của cô ấy. Xin mời. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Sàn Chiến Giọng Hát. Và bây giờ không làm mất thêm thời gian của quý vị nữa, Khanh sẽ mở phong bì để xem quý vị khán giả tại trường quay đã dành cho Trần Thủy Tiên bao nhiêu điểm. Chín mươi hai điểm. Một số điểm rất cao và hoàn toàn chúng ta có thể tin bạn có khả năng đi đến vòng cuối cùng thì sao trong đêm nay. Bây giờ chúng ta hãy cùng Khanh đến với phiên đấu giá thứ hai. Tình anh như nắng cho môi em thắm hồng, nồng nàn bên anh ngọt ngào yêu